Xin kính chào toàn thể anh em và quý khách hàng. Mình là Trường Giang, chuyên kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng tại Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Đến video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe tải Hyundai HD110XL thùng dài 6,3 m, tải trọng 6,5 tấn. Xe này là xe mới nha anh em, nhưng mà mình bán giá xe cũ, mới chạy có 345 km thôi. Xe mới đăng ký xong rồi do nhu cầu người ta không có hợp nên người ta bán đổi xe khác. Xe cực kỳ mới, như trong hãng vậy anh em ơi, mới có 345 cây thôi. Xe đời 2021, đăng ký 2022, chưa lấy cà vẹt luôn nghe anh em, mới có giới hạn thôi, ngày 15 tháng 5 2022. Thùng thì đã lót sàn inox lá me, lương inox này, inox lá me. Chút mình sẽ quay cái sàn cho anh em xem trước, giờ mình quay cái tổng thể cái xe. Xe này thì anh em chỉ coi về giá cả anh em cân đối thôi, chứ thật sự xe này không có gì để mà chê hết á. Anh em mà đúng nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình trên số điện thoại đó. Hiện tại thì ngoài dòng xe này mình còn những con như là Đô Thành GS 65 3,5 tấn, ô tông 3,5 tấn đời 21, hoặc là xe Ben. Về chưa anh? Có sao không? Chắc có gì mượn xe có anh Bảo đi quá. Giờ mình không biết quay cái gì để cho anh em xem nữa, xe nó quá mới. Còn mùi nhựa luôn nghe anh em. Đây 396 km, cabin máy lạnh đầy đủ, chìa khóa 3 chìa đây anh em. Anh bật cho em cabin anh. Quay cái máy cho anh em xem. Lên đi nè, em mở rồi. Nghĩa hơn giá xe mới 100 triệu. 100 triệu so với 300 cây số thì nó rất là tiết kiệm nha anh em. Mình sẽ đề cái máy lên cho anh em nha. Thực thì con xe này mình đang kêu giá là 785 triệu anh em, xe trực tiếp thương lượng. Hồ sơ thì mình bao gút cho anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.